À, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2018. Tình hình mấy ngày nay thì các bạn đều biết rồi, tức là mấy ngày nay cái bọn mà phản động lưu vong ở nước ngoài, một nhóm nào đó lên Facebook để luôn luôn cường điệu và chúng hô hào vào ngày 24 nào là sẽ có biểu tình lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, gồm nào là Phật tử, nào là công giáo, chúng hò hét và chúng làm y như thật. Nhưng mà sáng nay tôi ra ngoài đường thì các bạn đều hiểu rằng tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tôi đã quan sát dọc đường thì hết sức là vắng vẻ và rất là yên tĩnh, còn các cái lực lượng mà đứng chốt ở tại ngã tư á thì các bạn đều hiểu rằng họ đứng rất là bình thản. Tôi thấy nào là lực lượng dân quân tự vệ, rồi cộng với thanh niên xung phong, rồi cảnh sát giao thông, với mục đích họ đứng không phải để đối phó với cái tụi phản loạn, mà mục đích đứng các ngã tư để bảo đảm trật tự giao thông cho ngày thi cử trung học phổ thông. Thì các bạn đều hiểu rằng chính phủ nhà nước ta đều hiểu chúng không còn thực lực, không còn khả năng làm được như bữa trước. Cho nên phải nói rằng hôm nay ra đường thành phố Hồ Chí Minh, các bạn đều thấy, đều hiểu rằng là không hề có một cái gì gọi là chính quyền đối phó với bọn phản loạn, rất là bình thản. Mà công viên Thống Nhất thì sáng tôi đã đưa hình ảnh các bạn coi rồi, mọi người công dân họ rất tản bộ ở trên các công viên, họ rất thư thả hưởng cái không khí của công viên và không khí thanh bình của đất nước. Và quanh khu nhà thờ Đức Bà, kể cả khu quanh quận 1 cũng đầy, rất là yên tĩnh. Mà hầu như tôi thấy rằng các lực lượng đứng không có một cái vẻ gì gọi là với tư thế mà chống bọn phản loạn hết. Chỉ có vấn đề là giữ trật tự giao thông để bảo đảm thi cử. Thì các bạn đi hiểu rằng vừa rồi chúng tung lên mạng, chúng làm đủ kiểu hết, ra vẻ rằng là sắp tới sẽ có loạn lớn, nào là Phật tử, rồi các linh mục nào là sẽ tự thiêu, chúng huênh hoang đủ thứ chuyện hết. Chúng khoác lác, chúng lừa bịp cộng đồng người Việt ở nước ngoài chưa kịp nắm bắt thông tin trong nước hoặc đang theo dõi tình trong nước lại lo lắng, cứ tưởng đâu là chúng sẽ làm thật. Nhưng các bạn thì hiểu rằng như tôi trình bày hồi nãy rằng lực lượng chính quyền của chúng ta không hề có một cách gì cần để đối phó với chúng, vì vợ các người đã hiểu hiểu rằng vừa rồi chúng đã bị một cái tổn thất rất nặng nề, thất bại về chính trị cả nước và cả thế giới, mà cả cộng đồng người Việt trên toàn thế giới đều hiểu được cái bản chất của chúng. Và đây là chúng thất bại cả về thực lực. Thì các bạn đi hiểu rằng vừa đây một số là đã bị giữ để xử lý theo pháp luật, và một số hiện giờ đang chạy trốn, và hiện số hiện giờ đang nằm im một đầu xuống ngoan ngoãn như một con chó con. Nhưng mà hồi sáng này vẫn còn những tên to mồm, hắn lên mạng truyền thông, hắn lên Facebook, hắn nói y như thật luôn để lừa bịp cộng đồng của chúng ta ở nước ngoài để hiểu ngộ nhận. Ví dụ như những tên hồi sáng như tôi theo dõi, tên Barry Trương là tên chột á, đấy, thì với cái tên là Tân Thái, hắn lên nó hò hét như thật luôn. Thì các bạn đây, cái bộ mặt của trên Tân Thái, để các bạn hồi sáng hắn lên mạng hắn nói là hiện giờ đang loạn lớn, biến lớn ở Việt Nam, nào là Quảng Ninh, Bắc Giang đủ thứ kiểu hết, để mục đích làm gì? Để đánh lè đồng bào ở nước ngoài, cứ tưởng đâu là chúng thực hiện được như thật. Nhưng hoàn toàn các bạn đều hiểu rằng từ những tên hành nghề linh mục, hầu như bây giờ tiếng nói của hắn không còn tác dụng đối với đồng bào công giáo được nữa, vì họ đã thấy rõ bộ mặt của những tên này rồi. Và phải nói rằng vừa rồi chúng đã, cái thực lực của chúng đã bị đập tan rồi, cũng như một trận đánh dốc hết toàn lực toàn sức đã bị đập rồi thì không còn khả năng là gượng gạo nữa. Mà phải nói rằng vừa qua chúng đã thấy là cái sức mạnh của chính quyền, thấy rõ rằng là chính quyền phải giữ là kỷ cương, luật pháp và sự an ninh của xã hội, phải có những biện pháp ngăn chặn chúng. Và chúng thấy rõ rằng cái thái độ chính quyền qua ngày 17 tháng 6 vừa qua là chúng đã khiếp sợ rồi các bạn. Ở đâu tôi không nói, nhưng riêng thành phố Hồ Chí Minh chúng thấy những
cái lực lượng của chúng ta ra quân ngày 7 tháng 6 thì bắt đầu chúng run sợ rồi đấy. Chúng thấy rõ rằng chính quyền chúng ta không thể nhân nhượng chúng được nữa. Tới lúc bọn chúng đã thành giặc rồi, không phải là dân nữa. Cho nên phải nói rằng cái thất bại vừa rồi của chúng là chúng đã bị mất uy tín cả với cái cộng đồng mà theo chúng, cộng đồng mà cực đoan á, theo chúng để mà muốn chống phá đất nước. Hầu như bây giờ chúng có thể nói rằng chúng kêu gào để gom góp tiền bạc để làm những cái việc mà chúng gọi là phục quốc hoặc lật đổ cộng sản, thì chắc chắn rằng sắp tới đây cái số cộng đồng này họ cũng ngao ngán rồi, vì chúng toàn là cái bọn lừa bịp. Và chắc chắn rằng trong cái ông bài chính trị này là chúng có lời các bạn, chứ không có lời chúng không làm đâu. Trên hồi sáng này phải thấy rằng dồn cái những tên Benny Trương, Harry Banh, Nguyễn Trung Trực, Tân Thái, vân vân các tên là cứ toàn là chống Mỹ bằng mồm không à ơi, chống chống cộng sản bằng mồm không à. Chúng hò hét dữ lắm. Nhưng mà những tên đó có dám về Việt Nam để chống cộng sản hay không, hay chúng chỉ hò hét để thúc để là gây cái sự mâu thuẫn ở trong nước để làm cho một số người Việt Nam ở nước nhà không hiểu được tình hình đất nước và cứ suối bị kích động như thế rồi để rồi lao vào cái vòng lao lý. Chúng hiện giờ là chúng đánh giặc mồm. Mà những tên này tôi nói rằng đó là một phần nhỏ thôi. Còn thí dụ như tên Đào Minh Quân hoặc là tên Phan Kỳ Nhơn thì phải nói rằng chúng chỉ đánh giặc mồm không à. Mà tôi nói rõ ràng cái đời ông nội chúng nó đó đã theo Pháp, Pháp được Pháp đào tạo, Pháp dạy dỗ đấy. Mà Pháp đã huấn luyện cho chúng những cách để cai trị Việt Nam theo thực dân Pháp. Nhưng bọn chúng đã được cha ông nội chúng, ông đời ông của chúng nó đã từng bị những cái đội quân chân đất áo vải đánh phải tháo chạy, phải đầu hàng, mà Pháp phải rút khỏi Việt Nam để buông chúng nó ra. Rồi cuối cùng Mỹ lượm lấy cái đứa con hoang này Mỹ nuôi, rồi Mỹ đào tạo chúng từ trường lớp này trường lớp kia, đào tạo đủ thứ, rồi trang bị cho chúng đủ thứ trang bị, kể cả những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất, máy bay có thể rằng bay rợp mát trời luôn, nhưng mà chúng vẫn thua, vẫn chạy. Thì các đời chúng nó, đời ông chúng nó, đời cha chúng nó đã từng như vậy rồi, tới cái đời chúng nó bây giờ hiện giờ đang lưu vong, chúng đang hận thù cộng sản, chúng không được đào tạo, không được học hành, mà Mỹ giờ cũng coi chúng như một đứa con bị bỏ rơi. Thì chúng phục thù cái gì? Chúng lật đổ cộng sản cái gì? Không làm được đâu. Cho nên cái bọn phản động nên từ bỏ những ý định đó đi. Cho nên là nói yêu nước thì bọn nào, bọn là chống phá đất nước lúc nào cũng yêu nước, cái khẩu hiệu quen miệng của chúng. Nhưng mà thực chất chúng yêu nước hay không là vấn đề. Tôi diễn giải như cái tên chóp bu nhất Ngô Đình Diệm cũng trương khẩu hiệu là chí sĩ Ngô Đình Diệm khi Ngô Đình Diệm về chấp chánh ở chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì vẫn ca ngợi là chí sĩ Ngô Đình Diệm. Rồi chúng tự ca ngợi nào là Ngô Đình Diệm là đã thực bài phong. Nhưng mà Ngô Đình Diệm có đánh Pháp bao giờ đâu. Từ đời ông nội Ngô Đình Diệm tới đời cha Ngô Đình Diệm và tới đời Ngô Đình Diệm, ba đời đều phục vụ cho triều đình nhà Nguyễn dưới thực dân Pháp. Có đánh Pháp bao giờ đâu. Nhưng mà chỉ có cộng sản mới đánh đuổi được Pháp. Nhưng mà Ngô Đình Diệm về cướp công cộng sản thì lè dân rằng một cách là Ngô Đình Diệm yêu nước, đã thực bài phong, tức là đánh đuổi thực dân Pháp và bài chế độ phong kiến. Nhưng mà Ngô Đình Diệm chẳng qua là đoạt ngôi của Bảo Đại để làm tay sai cho Mỹ, nó vẫn hô hào yêu nước. Nhưng mà chính nó đem máy chém đi, nó chém giết những cái người mà cộng sản đánh có công đánh đuổi đế quốc và thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi đất nước, thì chúng là đi sát hại những người yêu nước. Đó là cái luận điệu yêu nước của bọn chúng đó các bạn. Thì các bạn đều thấy rằng bây giờ từ đời cha của ông nọ ông của nó phục vụ cho Pháp, tới đời cha nó phục vụ cho Mỹ, và tới bây giờ tụi nó, tới cái đời tụi nó sống bên Mỹ, nó vẫn mang cái dòng máu là hận thù đất nước, hận thù chế độ, nó muốn lật đổ chế độ. Nhưng mà nó chỉ một nhóm thôi, nhưng mà nó lại cứ luôn luôn gây kích động. Và vừa rồi các bạn đều thấy rằng chính phủ nhà nước ta sẵn sàng đón tiếp chúng, tất cả hành động rào để dập tắt chúng và không còn khả năng gượng gạo được.
Trên vừa qua chúng hô hào là ngày 24 tây tháng 6 năm 2018 sẽ có biến lớn loạn lớn. Vào sáng chúng dùng một cái hình thức là dùng OBS, là chúng đưa lên những hình ảnh những ngày trước thì chúng nói đang loạn lớn, đang biến lớn, nào ở công viên Hoàng Văn Thụ, nào ở Sài Gòn, để chúng lè một số dân cộng đồng người Việt ở nước ngoài để ngộ nhận, để hiểu rằng những việc chúng làm là có thật và là làm được. Nhưng mà chúng chỉ là những tên lừa, lừa chính trị. Cho nên các bạn đều thấy rằng cái ngày hôm nay tất cả toàn quốc rất yên bình, và phải nói rằng chính quyền ta không thể nhân nhượng được, phải thể hiện rõ cái nền chuyên chính vô sản, không thể để bất ổn được. Và có những tên á là thấy như thế chúng hô hào dữ lắm, cứ tưởng đâu là cơ hội tới rồi, tính ngóc đầu dậy, nhưng mà rồi cũng phải tới giờ phút này phải nằm mọt ngoan như một con chó con. Rồi cái này tôi không nêu tên, như trường hợp như vừa rồi có những người, có người đưa cái tin rằng Will Nguyễn đã được thả, hoặc là nói một cái lớp lửng sắp tới sẽ đáp máy bay về Mỹ. Đó là một cái tin thất thiệt, không chính thống, không thông tin, không chính thức của nhà nước. Để mục đích gì? Để mục đích có phải là để khuyến khích cho bọn bạo loạn không? Có mục đích gì? Nếu mà đưa một cái tin gì nó phải có mục đích chứ không phải vô cớ. Từ đó tên Nguyễn Phương Hùng ở nước ngoài dựa vào cái chuyện đó, Nguyễn Phương Hùng vừa rồi đã làm một cái bài nói về Will Nguyễn. Có thể chính phủ nhà nước Việt Nam sẽ thả Will Nguyễn. Thì các bạn thấy rằng bọn chúng có một hệ thống, có một âm mưu, và có những kẻ là đang có một cái ngấm ngầm binh vực cho những tên phản loạn ở nước ngoài về đây. Có phải chăng đó là một ý đồ khuyến khích cho bọn nước ngoài về Việt Nam đánh phá hay không? Và tôi xin nói một cái điều với cái bọn phản quốc và bọn phản động như thế này. Tôi thí dụ như đất nước như Hoa Kỳ, nói tên cho đẹp chút đi, như Hoa Kỳ sau này có vấn đề là thân thiện với Cộng sản Việt Nam hoặc là liên minh với Cộng sản Việt Nam đi, thì cái bọn lưu vong chúng mày chống cộng thì không bao giờ được có một cái quyền nào đứng ở trong chính quyền này được hết đâu. Tụi mày không có cửa vô đâu. Mỹ nó ngán quá rồi, nó ngán từ đời cha tụi mày đang hại rồi, không làm được trò trống gì để gây bao nhiêu cái chết chóc của kể những quân dân Mỹ là phải chết Việt Nam, đổ bao nhiêu tiền của vào đây. Tụi mày có làm được trò trống gì không? Cái đời cha tụi mày không làm được trò trống gì hết, tụi đời tụi mày đây thì Mỹ nó xem tụi mày như đồ vô dụng. Chứ tôi nhắc lại, cái này tôi ví dụ, thí dụ như sau này Mỹ có liên minh với Cộng sản Việt Nam, có trở thành liên minh đi chăng nữa thì không có phần mấy cái thằng ba que lọt vào đâu, không có phần tụi mày đâu, tụi mày không có cửa vào đâu. Cho nên cái đám tụi mày to mồm nên kết thúc đi là vừa. Và không phải hôm nay là chính quyền ta đã đạt những thắng lợi, độc tan hết cái luận điệu và những cái âm mưu phá hoại của bọn phản động mà tôi mới nói đâu. Mà tôi nói trước đó, trước khi cái bọn này đã có xu hướng xảy ra rồi. Tôi nói bọn này sẽ gánh một cái hậu quả rất nặng nề, sẽ bị đập tan. Tôi đã ngụ ý, tôi nói rằng thành phố Hồ Chí Minh giăng những con lưới sẵn sàng bắt những con cá bự. Tôi nói trước khi sự việc xảy ra, chứ hôm nay sự việc xảy ra rồi tôi mới nói không phải đâu, tôi nói trước đó nữa. Vì mình biết là mình lường trước sự việc. Trên các bạn nghĩ coi, hôm nay thấy không? Rất là thanh bình, chúng hò hét. Nhưng mà chúng cứ tưởng làm như vậy, chính quyền ta sẽ có những biện pháp đó là xuống quân rồi đối phó, rồi sẽ làm mất bao nhiêu người, sẽ xuống đường, sẽ tìm cách đối phó không? Chính quyền ta không phải lo lắng cái chuyện đó vì biết thực lực của chúng không còn nữa. Chứ hôm nay tôi xuống đường mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên lắm. Ủa, không hề có một cái lượng lượng nào để là có hình thức là chống bọn phản loạn hết. Mà chỉ có những dân quân địa phương, rồi thanh niên xung phong, rồi một hai giao thông gì đứng ở ngã tư để điều tiết giao thông, tránh ùn tắc giao thông để bảo vệ giao thông cho được tốt, để bảo vệ cho ngày thi cử, cái kỳ trung học phổ thông được tốt đẹp. Cho nên tình hình đất nước của chúng ta không phải chúng ta lo lắng đâu, một số kiều bào nước ngoài cũng đang rất lo lắng, rất theo dõi từng bước.
nhưng chúng có những âm mưu, chúng luôn luôn gây ngộ nhận và chúng lòe bịp ra nước ngoài. Chúng tung lên những OBS mà chúng đã quay trước kia, chúng làm hình thức như thế, như là Sài Gòn đang có biến và các tỉnh đang có loạn, để lè những người không hiểu biết. Nhưng chúng tôi đã kịp thời đưa những thông tin cho những kiều bào nước ngoài, họ hiểu được tình hình đất nước, không phải như luận điệu xuyên tạc của chúng. Và thấy rõ ràng rồi, cái thông tin bây giờ của người Việt của chúng ta ở nước ngoài, họ bây giờ họ rất hiểu bộ mặt của chúng, và bộ mặt của chúng càng ngày càng lộ diện ra toàn những tên chính trị sâu thịt, những tên võ mồm, những tên cứ tự xưng chính phủ này chính phủ kia, lâm thời lâm thiết gì đâu không biết, mà chưa thấy hề nó gần ông tổng thống Trump nói chuyện hoặc gần như ông Obama nào tiếp vô Nhà Trắng hết, mà toàn đứng lang thang ngoài đường gào thét xong rồi làm lễ này lễ kia khoe mẽ không, toàn những tướng tự phong rồi mua quân hàm quân hiệu vô và mặc quần áo vô cho oai lên, rồi chẳng học ở trường lớp quân sự nữa, chuẩn phong tướng này tướng kia, đánh đấm cái gì, có học đào tạo được gì đâu mà đánh đấm, toàn đánh võ mồm không. Những tướng mà được Mỹ đào tạo trường lớp đàng hoàng cho ăn sung mặc sướng, phải đi toàn máy bay tàu bò không, mà quánh còn không lại bánh bỏ chạy không chi, những cái thằng mà chẳng được đào tạo ngày nào, chẳng được huấn luyện ngày nào hết, mà cứ hô hào chống cộng sản, đánh cộng sản, lật đổ cộng sản, tụi mày đừng có nằm mơ, không có lật được đâu. Tới đời cha đời ông nội tụi mày cũng phải bỏ chạy, tới đời cha tụi mày cũng phải bỏ chạy, rồi tới đời tụi mày thì các cũng phải chờ tới ngày chết là vừa, chứ không đừng có mơ cái chuyện đó. Đừng nên nghĩ cái chuyện phá hoại đất nước, đừng nên nghĩ cái chuyện trục lợi chính trị, mà cứ phải moi tiền có cái đồng bào ở nước ngoài để lừa bịp đồng bào, lừa bịp đồng bào như thế. Tự nhiên người ta dần dần thấy cái bộ mặt của chúng mày là bộ mặt lừa đảo. Trên từ từ đây rồi sẽ người ta sẽ, cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ xa lánh dần tụi mày hết. Những cái loại mà chống cộng trên bàn giấy, cái loại chống cộng ở trong phòng lạnh, chống cộng ở trong phòng bia, rồi chống cộng ở trong nhà, chống cộng ở trùm mền lại chống cộng. Vì đất nước này là của toàn dân, chứ không phải của ông nào bà nào hết. Của toàn dân, tất cả người dân đều làm chủ đất nước, và tất cả người dân đều có trách nhiệm bảo vệ đất nước. Thử hỏi ở bên Mỹ, ở Cali đi, tụi mày được mấy trăm thằng chống cộng, trong khi dân Việt Nam này bay bao nhiêu chục triệu. Vừa rồi cho ra làm loạn đi ở thành phố Hồ Chí Minh đi, cao lắm vài trăm ngàn tên, có chống lại nổi hàng chục triệu dân ở thành phố Hồ Chí Minh không? Cho nên cái bọn phản động và cái bọn phản quốc này đó thì cũng nên từ bỏ ý định đi, đừng lên gây mất ổn định và đừng lên làm cho đất nước ta khó khăn và nghèo thêm. Chúng hết dở trò nào là chích đất đặc khu kinh tế, rồi tới nào là an ninh mạng. Chúng điểu tủ tìm đủ mọi cách, đủ mọi kiểu để chúng lấy cớ để gây loạn. Nhưng mà cái trận vừa qua các bạn đều thấy rằng nhân dân thấy rõ bộ mặt của chúng rồi, hiểu quá cái bản chất của chúng rồi. Và có những người mới đầu có thể bị ngộ nhận, nhưng bây giờ người ta cũng đã tỉnh táo rồi. Còn những tên mà nói rằng chống đối quyết liệt á, thì cũng đã bị giam cho kho rồi. Thì thực lực của chúng đâu còn. Cho nên tôi không phải nói về chúng thất bại về chính trị và quân sự, nhưng tôi thất bại về mặt tư thế chính trị, về thực lực của chúng. Như bữa trước tôi nói rồi, trong cái trận này, cái sự phục hồi của chúng là hơi lâu đấy. Chúng cứ nghĩ thử coi, chúng huy động được 5-10 triệu đô la có chống chọi lại một đất nước có hàng tỷ đô la không? Cho nên sắp tới rằng các bạn sẽ chuẩn bị đón những phiên xét xử công khai những tên có hành vi bạo loạn, phá tài sản nhà nước, và phải có trách nhiệm với những tài sản chúng hủy hoại như thế nào. Rồi sẽ coi chứng kiến là chính quyền sẽ xử chúng thế nào, hay là chúng cứ ra rã chúng kêu là tới ngày Đảng Cộng sản sụp đổ. Nhưng chính chúng hiện giờ đang sụp đổ và chúng tự đào chôn chúng. Và tôi nói rõ rằng có những tên vừa rồi là cũng lợi dụng cái từ yêu nước dữ lắm, nhưng mà vừa rồi cũng bị dao động tư tưởng. Rồi cũng tưởng đâu là cơ hội này tới rồi, đã tính ngóc đầu dậy rồi. Thậm chí nó còn vẽ một lá cờ đảng, nghĩa là khuất đi gần mất.
bạn thấy không? Nó vẽ một lá cờ đảng chỉ còn một tí ở trên, với cái hàm ý rằng đảng gần mất rồi, chỉ còn chút xíu nữa thôi đó. Có những tên có những hàm ý như vậy đó các bạn, tôi không nêu tên, nhưng các bạn tìm hiểu sẽ thấy. Có những tên nó cực đoan như vậy đó. Nó hàm ý mức độ rằng đó là đảng Cộng sản đã gần mất rồi, cho nên nó vẽ lá cờ đảng chỉ còn một chút xíu ở trên thôi. Là hàm ý nó là đảng Cộng sản gần mất rồi đó. Nhưng mà coi chừng chính chúng đang gần mất tới nơi đó, chứ không phải đạo sản mất đâu. Thì đất nước này của toàn dân, chứ không phải của riêng ai. Mà đảng này cũng là của dân hết, trong dân mà ra. Nên cái buổi nói chuyện hôm nay á, là mục đích là tôi trình bày các bạn cái vấn đề mà bình yên của sự hôm nay. Một bình yên mà trong cái trạng thái không hề có một cái tư thế chính quyền đối phó với bọn phản động, mà hầu như là rất bình thường, vì hiểu rằng chúng không còn khả năng nào mà ngóc đầu dậy được nữa. Và chính chắc chắn rằng nếu chúng còn những hành vi vừa rồi qua thì chính quyền ta không thể nhân nhượng như trước nữa. Và cái buổi hôm nay tôi chỉ trình bày với các bạn ngắn về cái tình hình an ninh trật tự hôm nay thì rất là tốt, mà không có một điều gì xảy ra. Cho nên là cộng đồng kiều bào ở nước ngoài cũng luôn luôn tin tưởng chính phủ và chính quyền của chúng ta luôn luôn giữ ổn định đất nước. Xin chào thân ái các bạn.